Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA gửi thư mời nữ trọng tài Lê Thị Ly của Việt Nam tham gia điều hành giải Maurice Reveler trong khuôn khổ Festival Quốc tế Esports lần thứ 50 tại Pháp. Maurice Reveler có lịch sử lâu đời và uy tín bậc nhất tại Pháp, được mệnh danh là giải đấu danh giá nhất trong tất cả các giải đấu giao hữu dành cho các lứa trẻ. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024, dành cho các cầu thủ nam sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004. 9 nữ trọng tài và 18 nữ trợ lý sẽ tham gia điều hành 26 trận đấu của giải Maurice Reveler. Đây cũng là điểm đặc biệt khi bắt đầu từ mùa giải năm 2022, ban tổ chức quyết định sử dụng toàn bộ trọng tài và trợ lý trọng tài nữ điều hành các trận đấu. Trọng tài Lê Thị Ly của Việt Nam được mời làm nhiệm vụ ở giải năm nay là một vinh dự cũng như sự ghi nhận với lực lượng trọng tài nữ Việt Nam. Trước đó, trọng tài Lê Thị Ly cũng được AFC bổ nhiệm tại vòng chung kết U20 nữ châu Á cùng trợ lý Hà Thị Phương. Tại giải đấu này, Lê Thị Ly được tin tưởng làm nhiệm vụ từ vòng bảng tới trận chung kết, được bắt chính trận bán kết giữa đội tuyển U20 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 nữ Hàn Quốc.